Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Tinh Tế. Mình là Minh Đức và mình xin phép anh em chút xíu để mình tra từ điển. Thì theo từ điển Merriam-Webster thì cái từ ultra nó có nghĩa là vượt qua khỏi những cái giới hạn, vượt quá mức trung bình, hay người ta cũng có thể dùng từ là phi thường. Vậy thì liệu cái điều đó có đúng với lại S20 Ultra hay không? Sau hơn 2 tháng sử dụng thì mình sẽ chia sẻ với anh em. Và có thể nói đúng ngay từ tên gọi, Samsung Galaxy S20 Ultra có thể nói là tam tinh thiên hà S20 phi thường. Kỳ thực thì chiếc máy này có rất là nhiều điểm phi thường, vượt hơn tất cả những cái chiếc máy khác trên thị trường về mặt khi mà chúng ta xét tới cái thông số kỹ thuật của nó. Ví dụ như là cái màn hình kích thước lên tới 6.9 inch, cái tốc độ làm tươi của màn hình, cái kích thước của nó, cái độ dày của nó, cái độ to của cái cụm camera và thậm chí là cái độ lồi của nó nữa, cũng như là cái phần cứng cực kỳ là mạnh và hiện đại so với lại cái phần còn lại của thế giới Android. Vậy thì tất cả những cái sự phi thường hay là những cái sự ultra đó nó sẽ dành cho ai? Mình nghĩ rằng nó sẽ dành cho những người dùng ultra. Và chúng ta sẽ bắt đầu với cái màn hình kích thước lên tới 6.9 inch của Samsung Galaxy S20 Ultra. Anh em có thể thấy là với cái màn hình kích thước lên tới gần 7 inch như vậy á, nó rất là lớn và nó cho một cái trải nghiệm khi mà anh em nhìn vào á, nó cực kỳ đã. Tất nhiên rồi, từ lâu loài người đã được những cái hãng xuất smartphone hướng tới cái việc và dạy cho một cái thói quen là màn hình càng lớn thì sẽ càng đã. Và kỳ thực thì đó là một cái điều đúng khi mà chúng ta sẽ có thể xem được nhiều nội dung hơn, cái trải nghiệm nó cũng rộng rãi và nó đã hơn rất là nhiều. Và với S20 Ultra năm nay nó riêng, cũng như là cả cái dòng S20 series, thì cái viền màn hình nó đã không còn quá cong nữa, mà kỳ thực thì gần như là phẳng luôn. Độ dày của ở tất cả các cạnh gần như là nó cũng được làm ít nhất có thể. Và từ đó thì rõ ràng, như mình đã nói trong bài review S20, thì nó sẽ thực dụng hơn rất là nhiều. Khi mà chúng ta sử dụng hàng ngày, cái việc mà lỡ chạm nhầm vào, đặc biệt là cái khu vực ở bên trong lòng bàn tay như thế này á, thì nó sẽ hiếm gặp. Và kỳ thực thì trong suốt quá trình 2 tháng sử dụng, gần như là mình chưa bao giờ bị chạm nhầm vào cái màn hình này. Không chỉ là có cái độ phân giải lên tới Quad HD cho cái trải nghiệm rất là chi tiết, thì chúng ta còn có cái tốc độ làm tươi lên tới 120Hz. Cho anh em nào mà vẫn còn trung thành với lại những chiếc màn hình 60Hz á, chỉ rõ ràng là khi anh em đổi qua sử dụng một cái màn hình 120Hz, chắc chắn một điều với anh em là anh em sẽ không muốn quay trở lại cái màn hình bình thường. Cá nhân mình, sau khi 2 tháng xài cái chiếc S20 Ultra này và lỡ vô tình cầm lại một cái chiếc điện thoại khác của hãng A nào đó, dù là rất là cao cấp, tuy nhiên thì cái trải nghiệm ngay từ khi mà vuốt ở màn hình home hay là duyệt web trên tinh tế hầu như là rất là khó chịu so với lại cái sự mượt mà cái màn hình 120Hz của chiếc S20 Ultra này mang lại. Và tất nhiên thì chúng ta vẫn sẽ có những cái yếu tố khác đã được Samsung làm rất tốt từ xưa giờ với cái màn hình Dynamic AMOLED của họ, cả về độ sáng khi ra ngoài trời, cả về cái độ sống động, cả về những cái chức năng HDR và thậm chí là nhiệt độ màu, chúng ta hoàn toàn có thể là tinh chỉnh lại cho nó phù hợp với lại gu màu của từng người. Gần như là mình không có gì để phàn nàn về cái màn hình của chiếc máy này. Và có thể là anh em sẽ tìm tới một cái điểm để phàn nàn, đó chính là cái nút ruồi. Nhưng mà mình nghĩ rằng cái nút ruồi trên S20 Ultra nó là được làm nhỏ gọn lại, tinh giản hơn rất là nhiều. Và khi mà anh em sử dụng đâu đó khoảng một tuần rồi á, thì trong suốt những cái trải nghiệm của anh em từ việc chơi game cho tới lướt web, thì cái nút ruồi này nó không còn là cái điểm mà anh em quan tâm nữa. Gần như là nó không hiện diện. Tục là một yếu tố Ultra khác của cái chiếc S20 Ultra này, đó chính là cái kích thước tổng thể của máy, cũng như là cái cân nặng của nó. Cái cân nặng 220g gần như là thuộc top những cái chiếc máy Android nặng ở thời điểm hiện tại. Và tất nhiên thì khi anh em vừa cầm vào á, nó sẽ nặng và anh em sẽ dễ dàng cảm nhận được điều đó, ngay cả khi anh em cầm trên tay, khi anh em sử dụng, hay là khi anh em bỏ vào trong túi quần, hay là bỏ vào trong ba lô, túi xách gì đó. Tuy nhiên thì khi mà anh em đã xài đâu đó khoảng một tuần, cái cân nặng đó nó đã dần trở nên là một thứ rất là quen thuộc với anh em. Và đối với cá nhân mình thì gần như là trong cái khoảng thời gian sau này thì mình không còn chú ý quá nhiều về cái cân nặng hay là cái độ dày của cái chiếc máy này nữa. Chúng ta vẫn sẽ có một chiếc S20 Ultra rất là mượt mà, chắc chắn từ cái cách họ hoàn thiện những cái cạnh mép, những cái đường bo cong và những cái nút bấm, không hề có cái sự rung lắc ở những cái nút bấm vốn dĩ là được chuyển động rất là nhiều trong quá trình chúng ta sử dụng, chúng ta nhấn vào. Và cũng giống như bao cái chiếc điện thoại
Android khác với cái mặt lưng sáng bóng. Chứ việc mà bám vân tay vào là đều không thể tránh khỏi được. Đặc biệt là với chiếc máy màu đen nhờ phiên bản mình đang cầm như thế này. Nếu mà anh em có lựa chọn thì mình nghĩ là cái phiên bản màu sáng hơn á sẽ đỡ thấy được những cái vân tay khó chịu hơn, đặc biệt là trong những ngày trời nóng vào mùa hè như thế này, và lại là một người mà có nhiều mồ hôi như mình. Cái cụm camera ở phía sau được thiết kế thành hình vuông và hơi lồi, hơi to hơn như thế này. Nhưng mà đã nói lúc đầu, khi mà trong quá trình sử dụng á thì đó không còn là cái điều mà anh em quan tâm nữa về mặt thẩm mỹ, vì anh em đã quen với nó. Và kỳ thật thì nó cũng không phải là cái gì đó quá căng thẳng hay là nó ảnh hưởng quá nhiều tới cái trải nghiệm của anh em, hay có thể nói là gần như là không có ảnh hưởng về mặt nhìn hay là về mặt sờ. Tuy nhiên có một vấn đề ở đây, đó chính là cái cụm camera, đồng ý là lồi lên và cũng lồi như thế này thì cũng không quá nhiều. Dù vậy thì do cái cách mà Samsung họ chọn khi mà họ đặt cái cụm camera lồi lên hoàn thiện với lại cái phần bề mặt ở bên dưới á, nó hơi vuông góc một chút xíu. Vậy cho nên là nó sẽ xuất hiện một cái góc chết trong cái thiết kế công nghiệp. Và vì vậy á, thì khi mà có những cái vết bẩn nó bám vào sát góc như thế này trong quá trình chúng ta sử dụng, sẽ có bụi, sẽ có những cái vết dơ nó bám vào sát trong đây, thì cái việc mà chúng ta tiếp cận vào để chúng ta lau thì nó sẽ hơi khó một chút xíu. Nó đòi hỏi chúng ta mất nhiều công sức hơn và kỹ càng hơn, và làm cái việc là lau máy thường xuyên hơn để lúc nào cũng giữ nó ở trong cái tình trạng là gọn và đẹp. Mặt khác thì những cái cạnh sắc và vuông góc ở phía cụm camera nó cũng sẽ dễ bị tổn thương hơn rất là nhiều. Và anh em thấy đó, trong quá trình sử dụng thì một lần chiếc máy nó vô tình nó bị trượt, mình đã nhanh tay mình chụp lại thì nó xuất hiện một cái vết trầy như thế này. Rõ ràng là với một chiếc máy được thiết kế sexy và sắc cạnh, góc cạnh như thế này á, thì việc mà trong quá trình sử dụng thì chúng ta phải kỹ lưỡng một chút xíu cũng là điều cần thiết. Và tất nhiên để đánh đổi lại cái cụm camera to và dễ bị tổn thương như thế này chính là cái mà Samsung họ muốn nhấn mạnh đối với S20 Ultra này. Và đó cũng là một cái yếu tố Ultra nữa đối với chiếc máy này, đó chính là cái khả năng chụp ảnh của nó. Ở bên cạnh những cái ống kính rộng bình thường hay là ống kính siêu rộng hay là ống kính zoom, thì rõ ràng cái chiếc S20 Ultra này còn được trang bị thêm cái ống kính zoom theo kiểu là zoom kính tiềm vọng tạo ngầm lên tới quang học 4x. Rồi, và Samsung họ gọi đây là Space Zoom, khi mà nó có khả năng kết hợp tất cả mọi thứ lại để cho ra cái khả năng zoom lên tới 100x. Và mình sẽ lần lượt nói về những cái đó. Một trong những cái yếu tố mà Samsung họ nhấn mạnh khi mà họ ra mắt S20 Ultra đó chính là cái độ phân giải cảm biến lên tới là 108 megapixel. Ok, ban đầu mình nghĩ rằng đó là cái cách mà Samsung họ marketing, họ quảng bá cái chiếc S20 Ultra này. Tuy nhiên thì sau này mình sử dụng và mình suy nghĩ thì mình phát hiện ra rằng con số 108 MB đó là hoàn toàn có cơ sở. Không phải vì số nhiều là hay, nhưng mà sơ một chút về mặt kỹ thuật á, thì từ những cái cảm biến có cái độ phân giải là 16 megapixel trở lên á, thì càng lên cao các anh em càng phải đánh đổi lại, đó là những cái pixel nó sẽ được xếp gần nhau hơn. Và với cái điều đó thì rõ ràng là cái lượng ánh sáng mà mỗi pixel nhận được á, nó sẽ giảm đi, và nhiều khi thì sẽ dẫn đến cái hiện tượng là sẽ nhiều noise hơn. Và để giải quyết vấn đề đó thì Samsung họ đã chọn một cái biện pháp, chính là làm cho cái kích thước cảm biến nó hơi lớn ra một xíu. Đồng thời thì một cái yếu tố quan trọng hơn là họ đã áp dụng cái thuật toán gộp pixel, và Samsung họ gọi đó là Nona Binding, gộp 12 pixel lại để thành một cái pixel lớn hơn. Và từ đó thì cái chất lượng ảnh mà anh em chụp ra được á, nó sẽ được đủ sáng hơn, được nhiều sáng hơn, giảm được độ noise hơn. Đó cũng là lý do mà anh em có thể chuyển qua lại giữa hai chế độ là 108 pixel hay là chế độ chụp một tấm ảnh bình thường, tỷ lệ 43 và độ phân giải là 12 pixel. Lúc đó thì có sẽ là có nhiều cái tùy chỉnh hơn. Sau hơn một chút xíu nữa, trong khu vực chụp ảnh á, thì chúng ta sẽ có ba cái tùy chọn tiêu cự chính. Đó là một cái chế độ rộng bình thường, một chế độ siêu rộng và một chế độ zoom. Và tỷ lệ zoom ở đây là 5x. Ở cái chế độ bình thường cơ bản nhất là chế độ rộng và chế độ siêu rộng á, thì Samsung S20 Ultra đã không làm mình thất vọng khi mà trong những cái điều kiện từ thiếu sáng cho tới những cái điều kiện đủ sáng, và đặc biệt là ngoài trời, ảnh của S20 Ultra cho ra những cái bức ảnh với nền trời xanh nó rất là ấn tượng, rất là sống động. Những cái điều kiện cần phải có thể hiện HDR thì vẫn thể hiện được chi tiết rất là tốt, và vẫn có thể là cho được những bức ảnh đẹp. Và mình tự tin để chỉnh sơn một chút xíu bằng cái trình chỉnh ảnh trên S20 Ultra và up lên Facebook để khoe với bạn bè. Và
Và thậm chí là có nhiều cái tình huống và trong nhu cầu công việc của mình chụp ảnh thì mình cũng sử dụng 9S20 Ultra này để sử dụng. Dù vậy á, thì đối với những cái bức ảnh mà chụp người, chụp chân dung với cái tiêu cự là 1X hay là siêu rộng á, thì Samsung họ đã trang bị cái thuật toán chứng minh nhân tạo và nó sẽ tự detect được mặt người để nó cà mặt. Và đôi khi á, thì mình lại muốn là thể hiện được đầy đủ chi tiết, đầy đủ những cái thành phần ở trên mặt một cách chi tiết hơn, thay vì là cà mất đi như vậy. Mặc dù vậy thì cái tình huống đó thì nó cũng diễn ra không quá nhiều và mình cũng không quá căng thẳng với nó. Đặc biệt là khi mà mình chụp ảnh như em gái thì việc mà nó hơi cà nhẹ một chút xíu thì cũng khiến cho những em gái đó thích ảnh hơn và biết đâu thì thích người chụp hơn, kiểu vậy. Sang tới cái mức độ zoom 5X thì cái câu chuyện lại hơi khác một chút xíu. Cá nhân mình thấy thì cái tiêu cự zoom mặc định nên là 2X, khi mà đó là cái tiêu cự mà mình thích sử dụng hơn và mình nghĩ rằng cũng sẽ có nhiều người muốn sử dụng cái tiêu cự zoom 2X hơn là tiêu cự zoom 5X vì nó hơi dài. Mặc dù vậy, nhờ cái khả năng zoom quang học của camera kính tiềm vọng tàu ngầm lên tới 4X quang học thì ở tiêu cự 5X trên cái chiếc S20 Ultra này chúng ta vẫn sẽ có những cái chiếc ảnh sống động, nó đáp ứng đầy đủ những cái điều kiện về màu sắc, về độ sáng, về độ nhiễu, về những cái quang size hay là về cái độ sắc nét của bức ảnh. Và đó vẫn là những cái bức ảnh được dùng được và hoàn toàn có thể tự tin để dùng, để sử dụng nó trong rất là nhiều tình huống khác nhau. Dù vậy thì cái tiêu cự zoom 5X á, nó sẽ khá là hiệu quả trong một số tình huống nhất định. Ví dụ như là trong những cái chuyến đi du lịch mà anh em không thể tiếp cận được gần với lại cái chủ thể. Thí dụ là trong bức ảnh này, mình chụp một cái cảnh mà cái vòi xịt nước tự động đang xịt ra để tưới cho cây thanh long. Mình đứng ở cái vị trí như là ở trong bức ảnh, cách cái vòi xịt đó khoảng hơn 10 mét. Rõ ràng là nước đã bắn tới người mình rồi, nhưng mà mình lại muốn có một cái bức ảnh cận cảnh hơn để cho thấy được cái cảnh mà nước phun như vậy. Thì rõ ràng lúc đó mình mới thấy được là sẽ có những cái tình huống mà anh em cần phải có cái tiêu cự zoom 5X cho ra một bức ảnh ổn định, đẹp. Và ngoài ra thì rõ ràng là anh em sẽ có rất nhiều tình huống anh em muốn zoom, đặc biệt là zoom 5X hay là ra 10X, như là chụp một cái em gái nào đó từ xa, chụp một cái đoạn văn bản nào đó mà mình đứng nó khá là xa mà mình không thể nào chen chân được tới, hay là mình chỉ được quyền ngồi một chỗ, thì đó sẽ là cái lúc mà cái khả năng zoom và zoom chất lượng cao được phát huy tác dụng của nó. Thậm chí là ra tới cái tiêu cự 30X thì nhờ vào cái sự phối hợp vừa thông tin từ cái ống kính quang học, rồi vừa việc crop từ cái cảm biến độ phân giải lên tới 180 MP, cũng như là những cái công nghệ khác, thì chúng ta vẫn sẽ có một cái bức ảnh ấn tượng và sử dụng được. Thì S20 Ultra là một trong những cái chiếc camera phone mà có khả năng zoom được tới 30X mà cho ra cái chất lượng ấn tượng như vậy. Mình đã thử sử dụng một cái chiếc điện thoại khác, bao gồm cả một cái chiếc flagship đầu bảng dòng Pro của hãng A nào đó, thì rõ ràng như anh em có thể thấy khả năng zoom là không thể nào so sánh được giữa S20 Ultra với lại cái chiếc máy đó. Dù vậy thì mình luôn dừng lại ở cái tiêu cự 30X khi mà mình chụp ảnh zoom với lại cái chiếc S20 Ultra này. Còn những cái mức độ zoom xa hơn thì rõ ràng là chúng ta vẫn sẽ thấy được hình ảnh một cách tương đối cụ thể của cái mà chúng ta muốn chụp. Dù vậy khi mà ra tới cái tiêu cự dài hơn, ví dụ như là cả 100X á, thì cái hiện tượng quang sai, sắc sai rồi mờ nhòe sẽ xuất hiện rất là nhiều. Và mình nghĩ rằng nó chỉ dừng lại ở cái mức vui vẻ với nhau chứ chưa thể đem ra được một cái bức ảnh mà thật sự là chúng ta có thể sử dụng một cách nghiêm túc được. Đối với camera trước với cái độ phân giải cũng có thể nói là Ultra, khi mà nó lên tới 40 MP thì chúng ta lại tiếp tục có thể là tự tin về những cái bức ảnh selfie với cái chiếc S20 Ultra này. Đặc biệt là sẽ có thêm những cái tính năng vui vẻ khác, như là khi mà máy phát hiện ra có hai người trong cùng một khung hình thì nó sẽ tự chuyển qua một cái ống kính khác rộng hơn, và từ đó thì nó sẽ giúp thu được nhiều người hơn vào trong khung hình mà chúng ta không cần phải di chuyển bước tới bước lui hay là đi xa quá là nhiều. Cái điều đó nó kết hợp với cái việc là những cái chế độ làm đẹp, lại là chế độ làm đẹp. Tuy nhiên thì ở chế độ làm đẹp này chúng ta được quyền tùy chỉnh là bật hay tắt, hoặc là chỉ được nhiều cấp độ khác nhau, thậm chí là áp lên những cái lớp profile màu khác nhau, nhiều lớp như vậy. Thì đó cũng là một cái yếu tố khá là vui vẻ và khá là hấp dẫn đối với những ai quan trọng cái việc selfie thì sẽ tìm đến cái chiếc S20 Ultra này như là một cái công cụ đáng tin tưởng. Ngoài ra thì Samsung họ đã có truyền thống bổ sung rất là nhiều những cái chức năng vui vẻ cho máy của họ. Và đối với S20 Ultra nói riêng hay là S20 Series thì chúng ta có một cái chức năng khác trong camera mà họ gọi là single tap. Cơ bản thì chức năng đó sẽ cho ra nhiều bức ảnh là nhiều tình huống nó vui vẻ hơn, nó ấn tượng hơn.
yếu tố phần cứng cũng là một cái yếu tố cuối cùng, nhưng mà nó lại tiếp tục anh tra, bởi vì chúng ta có được những cái nền tảng gần như là top of the line ở thời điểm hiện tại đó. Thì với cái phiên bản mình sử dụng là phiên bản bán chính thức tại thị trường Việt Nam thì nó chạy Exynos 990 chứ không phải là Kirin 990 đâu, lần này là mình không nói sai nữa đâu nha. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có cái tùy chọn RAM lên tới là 16GB. Và nếu mà anh em đòi hỏi phải so sánh một cách căng thẳng hơn giữa cái chiếc S20 Ultra với cái con Exynos 990 so với lại những cái con chip trước, thí dụ như là Snapdragon 855 chẳng hạn, thì cái hiệu năng của nó có thể là cao hơn, nhìn thấy được về mặt con số benchmark. Tuy nhiên thì anh em sẽ khó cảm nhận được một chút xíu khi mà hiện tại thì gần như là thế giới smartphone đã đạt tới cái ngưỡng của cái việc tính toán và xử lý rồi. Tuy nhiên thì cái khác biệt ở đây chính là cái cách mà nhà sản xuất chip họ tối ưu cái nhiệt lượng hay là cái thời lượng pin. Với cái dung lượng pin lên tới 5000 mAh thì mình tin rằng là cái chiếc S20 Ultra này nó sẽ cho được cái thời gian sử dụng trong trọn vẹn một ngày ở hầu hết những cái điều kiện sử dụng của thói quen từng người khác nhau. Cá nhân mình gọi điện, nhắn tin, trưa chơi game vài trận búp với anh em bạn bè thì rõ ràng nó vẫn sẽ có thể sống được trong suốt cả một ngày với mình, sáng rút sạc và tối cắm sạc. Mình hiếm khi có tình huống mà cần phải cắm sạc pin ở trong khoảng thời gian giữa ngày. Và ngoài ra thì nếu mà trong tình huống đó thì chúng ta vẫn sẽ có sự hỗ trợ của cái sạc Power Brick lên tới 45W để sạc cho cái chiếc máy này. Kỳ thực thì cũng đã từ lâu rồi, cái thời lượng pin hay là dung lượng pin cũng không phải là cái điều làm cho mình căng thẳng khi mà mình nhìn nhận một cái chiếc smartphone nữa. Có một cái tranh cãi diễn ra đây, Exynos hay là Snapdragon. Khá là nhiều bài test đã chỉ ra rằng là những cái hạn chế nhất định của chip Exynos 990 so với lại một cái con chip tương tự như vậy trên những cái chiếc S20 Ultra phiên bản khác là Snapdragon 865. Có thể nói thì trong quá trình sử dụng hàng ngày của mình á, thì cái khác biệt mà mình nhận thấy là gần như không có. Mình vẫn sẽ có thể chơi được 3-4 trận PUBG hay là Call of Duty ở trong ngồi trong văn phòng và nó không quá nóng lên gây nên tới mức khó chịu cho mình. Duy chỉ có tình huống là khi mà mình đi chơi vào buổi trưa và mình chụp liên tục khoảng nửa tiếng ở cái camera luôn bật và vừa chụp vừa quay phim á, với điều kiện trời nắng thì mình thấy là máy sẽ khá là nóng. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng cái hoàn cảnh đó không phải là lặp đi lặp lại quá nhiều lần đối với mình. Vì vậy thì đối với mình thì nó cũng không quá căng thẳng về mặt khác biệt đó. Và mình nghĩ rằng là không chỉ riêng mình mà rất là nhiều anh em khác nữa chắc cũng rất là hiếm người sống trong một cái hoàn cảnh mà thật sự ultra và khắc nghiệt đến mức độ như vậy. Từ đầu tới giờ chúng ta đã nói về màn hình, chúng ta đã nói về cái body của nó, chúng ta đã nói về cái kích thước tổng thể, về độ nặng, về cái cấu hình của camera, về cái khả năng zoom của nó hay là thậm chí là cái phần cứng xử lý bên trong cũng như là cái viên pin của nó. Rõ ràng anh em có thể thấy là tất cả những cái con số đó mà chúng ta có thể là lượng hóa được thì đều là ultra. Rõ ràng theo cá nhân mình nghĩ thì đối với một người dùng bình thường ở cái nhu cầu cơ bản nhất có thể thì cái chiếc máy này sẽ thật sự ultra với họ. Rõ ràng với những cái yếu tố đó thì mình nghĩ rằng đó thật sự là một người có thể gọi là ultra trong hoặc kép. Đúng như cái định nghĩa của từ điển mà mình nêu ra lúc đầu, đó phải chăng sẽ là một cái người dùng hơn mức bình thường và thậm chí là vượt quá những cái giới hạn ở hiện tại về mặt nhu cầu thì có thể đó sẽ là một cái lựa chọn thích hợp đối với họ ở S20 Ultra. 2000 years later. Rồi, và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có tính năng inverter mà trong cái bài review S20 Ultra của anh á, em thêm vào trong cho anh cái đoạn là sau khoảng 2 tháng kể từ khi ra mắt á thì người ta phát hiện ra khá là nhiều những cái vấn đề trên cái chiếc S20 Ultra. Và có lẽ cũng vì vậy cho nên thì cái tên gọi Ultra hay là cái thuật ngữ Ultra nó còn dành cho Ultra vấn đề nữa, bao gồm cả những cái việc như là lỗi lấy nét AF hay là lỗi màn hình ám xanh. Nhưng thì thời gian sau này á, thì nó đã một số lỗi đã được fix bởi những cái bản cập nhật phần mềm sau này. Tuy nhiên thì mình nghĩ là với một cái chiếc máy mà cận cao cấp hoặc có thể được xét như là cao cấp giống như S20 Ultra thì điều đó lẽ ra là không nên xảy ra.